không cà phê chòi thì em đi ngang em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có nghĩ mình hay nghĩ ai không đâu em đi mình lên em đi là đi lên công việc đi làm á đi mình lên vô chòi làm gì không anh ơi cho em hỏi có cà phê không anh có của giờ thì năm bây giờ em giao hết mà đó bởi vì em mới cần thương em sự thật em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết à, trai rồi đi em xin mời nhà gái chào cô gái mời cô gái ngồi dạ bên nhà gái xin được phép giới thiệu trước ạ à. Rồi xin mời dạ em tên Nguyễn Thị Thanh Nga năm nay em được 43 tuổi em làm dài thể thao Nga là ở đâu Nga dạ em ở Biên Hòa Đồng Nai anh à rồi mời em trai em tài xế xe em tên là gì em tên Lê Quang Lê năm nay 44 tuổi em ở đường tỉnh lộ 10 á em Đồng Nai với tỉnh lộ 10 cách nhau chừng vài chục Đồng Nai thì em đi ngang hoài đi hoài đúng không em có lái xe bỏ giày chưa có em giao mấy cái cối mà đế giày mấy cái cối đế á ủa vậy đó hả vậy là cũng được à có đôi khi là giao lấy giày bên đó rồi mà chưa biết á rồi bây giờ chúng ta đến với phần ưu điểm và khuyết điểm đi xin mời nhà gái dạ cái ưu điểm của em á thì vui vẻ hòa đồng còn cái khuyết điểm của em á thì ai mà nói gì tới em mà không đúng cái em buồn buồn cái em khóc buồn khóc rồi chứ mình không làm gì người ta hết không giống làm hết chứ buồn khóc hả? Thôi giống anh buồn giống Lây hả cũng buồn khóc một mình không ai biết vậy là em với anh giống nhau có chỗ đó rồi đó về vui cái là hai đứa mạnh ai nấy khóc không ai nói với ai nữa mới vui á kỳ em trai ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nấu rồi cũng được anh Thường ngon không cũng ngon mà cũng ngon hả rồi khuyết điểm là gì Lây ít nói ít nói gì nữa à, hay buồn vậy thôi còn cái là đi cà phê mà làm gì khuyết điểm tội nghiệp quá cũng cà phê thì cũng các kiểu anh chứ kiểu gì cà phê thôi chứ em uống cà phê kiểu gì em nói cho nghe coi có nhiều kiểu cà phê lắm cà phê ba rồi như mình đi cà phê vậy đó cà phê chòi có không không cà phê chòi thì em đi ngang em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có nghĩ mình hay nghĩ ai không đâu em đi mình lên em đi là đi lên công việc đi làm á đi mình lên vô chòi làm gì không anh ơi cho em hỏi có cà phê không anh không tại nào giờ anh không có cà phê anh không có biết cà phê ôm em ơi anh biết cà phê bình thường hồi nãy mới nói tao uống cà phê các kiểu có đi cà phê võng không à cà phê võng thì có thì chưa nhưng mà em nằm ên thôi sao mà em biết em nằm ên không tự thật hả hiểu không cà phê chọi đâu nhiều chỉ anh coi cà phê chọi thì à, cũng là ở đó luôn thôi ở Đồng Nai nhiều lắm nữa con chị của mình đừng làm có ngành đi hỏi người ta địa chỉ tôi dám được tôi biết nhiều chỗ lắm trời tôi đi hoài à bữa nào mình đi uống cà phê chòi bữa nha bữa nào tôi dám không đi tối không đi anh hiền khô à, à. Nó đâu có gì đâu, nó buồn buồn đi uống cà phê chòi, phải giỡn chơi vui thôi, có gì đâu. Cứ tấn công người ta hoài. Ừ. Tại mệt em vô đó em nghỉ mệt thôi chứ. Nào giờ mới mối tình rồi. Nó hai mối tình mà người ta yêu em không à. Trời ơi trời, sao lạnh lùng vậy? Không phải là người ta yêu mình mà mình không yêu lại. Yêu chứ mà cái là em không có chủ động á. Ví dụ người ta nói anh ơi, giờ em thích anh quá rồi sao? Thì đây em cũng nói thì có xem xét kỹ chưa mà thích. Như anh là một người tài xế xe vậy đó. Dạ anh cũng chưa có đến hoặc là một cái tấm lòng thương ai hết thì em thương thì như cũng tìm hiểu nhưng mà rồi người đó chủ động hoặc là điện thoại hẹn hò vậy nữa à, em còn cái tình cảm của em là không có đâu rồi để tôi gọi coi nhà gái tôi coi mắt nhà gái coi làm sao à, chào em gái em có mấy mối tình rồi
Dạ, em có một đời chồng đã ly dị này được 2 năm. Lúc đó thì em với ông xã em thì ảnh dạng như là không có quan tâm tới em, mẹ con em. Cho nên là cảm thấy thì không hợp nữa thì tụi em chia tay. Con em là con trai hay gái? Dạ, con trai. Giờ ở với ai? Dạ, ở với em. Ở với em luôn? Dạ. Rồi em đi làm ai giữ bé? À, bé đi học anh, rồi ở nhà với bà ngoại. Mấy tuổi rồi? Dạ, nay bé được 10 tuổi. 10 tuổi? Dạ. À, Lây nghe cô bên đây có gia đình rồi thì em nghĩ sao? Một khi em không lên đây, em lên đây em cũng chấp nhận người đó. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là cái tiêu chí của anh để chọn bạn gái nó là cái gì? Tính tình sao? Tính tình thì tình người, người đó. Như tỷ mình nhìn thấy người già kia nọ mình cũng thương, mình đừng có lấn lướt. Hoặc là mình đi trên đường cũng vậy, mình chạy chiếc xe mình gặp người già mình cho qua trước đi. Ừ. Mình từ từ mình qua, à. Đó là mình cảm kích cái người lớn. Rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì nói chuyện đâu qua đó rõ ràng. Ừ. Không để ấp mở mở trong lòng. Đây là một chàng trai rất là hiền lành, chất phác, thật thà, lo làm ăn. Đó. Còn em muốn tìm một người chồng tương lai thế nào? Nói chung là em thì cũng muốn một người có tương lai, một người mà để gọi là tâm đầu ý hợp á, thì thứ nhất á là người đó cũng thiệt tình và đồng thời á phải đồng cảm với em. Cái thứ nhất, thứ hai nó đừng có ghen quá. Người mà dạng như chung chăn chung gói với mình á thì ghen quá thì mình cảm thấy là nó cái sự ngột ngạt. Dạ. Có ghen không Lây? Thương với nhau mình phải tin tưởng lẫn nhau, còn không thương thì thôi. Rồi Lây đi với ai vậy? Em đi anh anh mình anh thôi. Còn em gái Nga đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Em họ? Dạ. Rồi chào em họ của Nga. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em nói chung là nãy giờ em thấy anh Lây á thì có cái anh nói chung là hiền, thật thà và giống như là nói năng cũng điềm đạm lắm. Như vậy thôi. Có hợp với chị chung em không? Là em cảm nhận em chắc không hợp. Em cảm nhận em chắc không hợp. Anh thì hiền quá. Còn chị thì hơi chị lanh. Thì em thì lanh, lanh hơn anh. Bù trừ cho nhau được mà. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta cho hai bên gặp nhau đi nhờ. Rồi. Mở rào. Đó. Đây là phần của em đó. Vô anh. Quà anh gửi em kỷ niệm. Dạ anh cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi cho anh. Đây là một bức thư và một cái hộp kẹo. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Em mở ra coi. Kẹo. Hả? Kẹo. Cái đó là kẹo cái... hả? Kẹo ngon quá anh. Nhớ hồi chi anh cũng... Trời ơi, xin ăn nữa. Này gì đây? Trời gì quá, đẹp quá vậy. Thư tình cuối mùa thu đó. Chào anh. Ngoài kia rất nhiều người, nhưng chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Em hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ và chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội anh nhé. Được không? Bỏ đây làm kỷ niệm, nằm ở trong tim của mình ngay từ đầu đi nha Lây nha. Em quay qua đây nói chuyện với lại Nga đi, nói lớn lên sao cho Nga nghe nè. Em chào anh. Anh lần đầu tiên anh gặp em anh thấy sao? Dễ thương. Thì gái thì em còn em nhìn thấy anh có đúng đối tượng của em không? Bây giờ nếu mà nó đúng đối tượng hay không đúng đối tượng á thì để tìm hiểu thêm và mới biết được nó có đúng hay không. Chứ bây giờ mới gặp nhau cái mình đâu có thể nào đánh giá bên ngoài được, đúng không anh? Thì nếu mà cảm thấy được á thì bao lâu anh cưới? À, cưới xong rồi tiền ai giữ anh? Đó. Vô luôn. À, gia đình anh mà bao nhiêu anh có hành em à? Bây giờ từ từ để từ từ em trai tôi đang run trả lời từng câu ha. Cái tình cảm thì không biết là em dành cho anh như thế nào. Ừ. Cái phần đó thì để tìm hiểu sau. Đúng rồi. Nhưng mà anh thương em thì anh chấp nhận anh cũng thương con em. Đó. Cái điều kiện đó là anh làm được. Thí dụ anh thương em chừng nào anh cưới luôn, hỏi luôn rồi đó. Mình có thể qua năm sau, một năm mình cưới. Sau một năm mình cưới, được không? Dạ.
Rồi chẳng hạn như cưới rồi về ở đâu anh? Anh thì anh ở cậu, hồi nhỏ tới lớn thì bây giờ cậu cũng là lớn rồi, cũng lớn tuổi rồi. Sau khi về bên nhà, bên Cần Thơ quê ngoại sống là bây giờ ở đó thì không ai ở, khi ông mất rồi cũng không ai ở, khi về đó anh ở. Cần Thơ là ở đâu? Nó thuộc về huyện Phong Điền anh. Huyện Phong Điền, sát thành phố Cần Thơ luôn. Đó giờ á, quê em thì sinh sống ngay tại ở biên hòa Đồng Nai. Ừ. Thì công việc của em đó cũng đang ở Đồng Nai. Nếu nhưng mà thật sự em mà đi theo anh về bên đó thì thứ nhất là phải có công việc. Khi một mình anh làm nuôi thì hai mẹ con thì cũng hơi bị khó khăn. Thì cái đó em cũng nói trước. Ở Đồng Nai lại mà ở với ai, nhà của ai? Dạ nhà đó là nhà của em. Thí dụ bây giờ lay về ở Đồng Nai với em rồi lay lái xe rồi hỗ trợ em thì có được không? Dạ cũng được anh. Đó, mình mở ra thêm một cái cửa nữa, đúng không? Thậm chí là hai đứa mà yêu thương nhau á, mình sẽ phát huy cách là gom gom tiền mua cái xe rồi chạy dịch vụ nữa. Đúng rồi. Cái ước nguyện của em nó điều đó thôi. Điều đó thôi đúng không? Đơn giản. Em làm thì như là có của thì vợ nắm, vậy thôi. Có của vợ nắm. Bây giờ em giao hết mà. Đó. Bởi vì em mới cần thương em sự thật. Em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết, đúng không? Chia lợi ích đúng không? Lấy lợi ích sổ sổ. Lấy lợi ích đi cà phê. Thấy tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ có đi cà phê đèn màu không? Có đi, chở vợ đi theo. Chở vợ theo. Thật tình lắm á. Hiền thiệt luôn á nha. Hiền thiệt chứ không phải là vợ. Hiền giả. Không phải là diễn đâu nha. Đúng rồi, em thấy hiền. Bây giờ này nè, em tiến tới, em lại nắm tay Nga coi. Anh cho anh xin nắm tay nha. Đứng kéo nha, đứng lên. Trời ơi, buồn hôi không kìa. Gung quá mà ra mồ hôi luôn. Gung lắm á. Rồi, bây giờ là, nè, người ta là còn trong trắng luôn á nha. Chưa có người yêu. Có lẽ đây mà yêu được là yêu tới cùng luôn á. Chưa nắm hai cái tay để đây coi. Đi không lẽ tôi đi theo hai người này luôn. Em nhìn vô mắt Nga coi. Nhìn thẳng thẳng sâu vô mắt Nga coi. Em hát thử bài gì đó cho nó. Cứ ngỡ đời tôi đã hết thật coi. Bởi vì số phận tôi gặp không ai. Tương lai mong ước trong đời xui thay sụp đổ tới bời. Ôi gã gời thẳng sát trời ơi. Hay quá. Như từ đâu xuất hiện một người mang cho ta ánh sáng cuộc đời. Ta hạnh phúc bên người, người. Đó. Thấy chưa? Hát ngọt ngào tình cảm. Em hát tặng lời bài cho anh đi. Nói chung là em không có thuộc anh Quyền Linh ơi. Cho nên là em chỉ có nói thôi. Rồi em nói đi, em nói với anh đi. Thì nói chung là anh thấy anh á thì hát rất là hay, hiền. Thì thì vấn đề nãy em cũng trao đổi anh gì đó thì cứ từ từ mình tìm hiểu. Là tìm hiểu là mình tìm hiểu như thế nào em nói. Đúng, đúng. Anh rảnh cái thời gian nào? Anh tìm chừng nào mới hiểu. Anh thì nếu mà anh rảnh thì bữa Chủ nhật. Còn anh chỉ muốn nói với em á thì anh thương em sự thật. Mình đừng có hai điều mình đừng nên bỏ lỡ ha. Một, chuyến xe cuối cùng. Hai là người thương mình thật lòng. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Hay quá. Thấy chưa? Anh nói nhỏ mà cái câu cuối hay ghê không? Bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Phải tạo mọi điều kiện để tìm hiểu với nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Em gái không bấm. Em còn băn khoăn điều gì? Nói chung là em thấy anh này á, thì cũng hiền. Và nói chung chắc không phù hợp với em. Thật ra cuộc đời để kiếm cái người mà phù hợp với mình nó khó lắm. Dạ. Có thể chúng ta tự tạo cho mình cái cơ hội để mình
phù hợp với nhau, hay là chúng ta có thể thương những cái gì mà nó chưa hợp với mình. Cái điều đó hay nha, có những người không hợp nhau nhưng họ sống với nhau cả đời luôn, bởi vì họ hỗ trợ cho nhau, xa nhau thế họ thiếu cái gì đó. Còn hai hợp với nhau á, là hai người cùng cá tính với nhau, nó dễ chọi với nhau lắm. Thôi, duyên số mình không có rồi, em trai nha. Em ít có cô gái lắm, thành ra em nhút nhát. Em này thì nói không hợp thì em cũng chấp nhận. Không sao đâu em. Rồi sẽ có rất nhiều người trên truyền hình hợp với em, có rất nhiều trên người trên truyền hình sẽ hợp với em gái bên kia. Cảm ơn anh chị. Rồi đi xuống đi đây xuống chị. Đây. Này, em chào anh Nguyên Linh. Rồi. Rồi chị đi đường này nè. Đôi khi cuộc sống mình mong muốn người mà hợp thật hợp với mình rất là khó lắm. Chính vì thế chúng tôi luôn luôn muốn những cặp đôi họ sẽ suy xét cho tận cùng để xem cũng không cần hợp gì cho lắm, chỉ cần hợp một chút thôi, rồi từ đó chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta phù hợp với nhau. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Thế chương trình này mình có thể đi chơi, em thích đi chơi buổi tối. Được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đầu lắm. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi mời nhà gái. Dạ em chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh. Con sinh năm 1999 ạ. Mỹ Khanh. Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ con là nhân viên bán hàng ạ. Nhân viên bán hàng. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ. Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi, nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát với sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Em quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng. Giờ thấy không hợp chia tay? Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi. Cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em. Ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối một tháng. Mà chia tay tháng. Bị vô tâm, quen nhau một tháng. Đó. Quá là lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á, thì là em quen được một người trên một năm thì em tính là một mối tình. À.
Dạ, còn mà tính tháng với tuần tiếng nhiều quá. Trời, trời ơi. Tại vì... anh em bay bướm lắm nè. Dạ không, không, để em nói đã. Tại vì em làm nghệ thuật cho nên là nó sẽ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì ba đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến mình nhớ nhất chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ ba đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên. Không, không phải là mối tình đầu tiên mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ông kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, à, em nói không phải, em nói là không phải là cái người đầu tiên à, mà là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ, cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết nhận ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non chẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả, quen tháng luôn đó hả. Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Giống chú Lý Hải hả? Dạ. Phi Trang chú Hải hát hay hay là có nhiều con, bốn con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể, giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến? Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À, đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi cũng không bằng nữa. Ừ. Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là rồi. Đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha? Trời ơi, sếp luôn, rồi, sếp đâu rồi, sếp rồi. Em xin chào chú Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc hồi xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với lại hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Xịn dạ. Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Yeah, mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Con đó. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó, cảm nhận về nhau thế nào? Anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến tham gia chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem tự anh còn cảm giác tương lai hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai của cuộc đời mình á. Chứ không còn là con gái nữa. Em
FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi thôi mày còn thích con gái không, mày thích con trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính đó. Em gái. Thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào, nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích à. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính như anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều như anh? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn sao là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh nó sẽ người sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ, em ở quận 8 mà làm ở quận 7. Không, thật ra thì cũng như nhau, tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá, mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh. Mình không chủ động kiểu sổ sàng được. Em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ vậy thì em sẽ tới, nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em, chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ. Thôi chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Thì bởi tim đập không? Tim đập không? Dạ. Anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ, nói với chị chi. Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh, cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Anh thích đi chơi buổi tối. Được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi. Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi, hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ. Nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nha. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ. Xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đàn ông hiểu chuyện. Thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn.
Và lúc này em vẫn muốn có mối quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta. Rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm. Mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì đúng, để cho... giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên đây hơn. Bên đây rất là không có giống với em thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương mà tổn thêm một trái tim á thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á, tại vì thật sự tuy là em không bấm nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu, em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng không hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, rồi là trao dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm, hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi, thôi. Nói chung là đừng lo nha. Dạ. Anh có thể ôm một cái không? Anh có ngại gì đó không? Em ngại. Ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó. Quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi, thôi. Đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây, chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi. Mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó. Đặc biệt là những người phụ nữ, một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả, nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó. Chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi, biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình. Luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ. Thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn, mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Quyền Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em, để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay em ở quận mấy?
À, hiện không, hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Với lại em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó, đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp, bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó, cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi mời nhà gái. Dạ. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi, nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện thứ ba xong á, em giống không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lập tới lập lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người rồi đó để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau rồi đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi, tức là em muốn mối tình thì không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đợi em... Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà là phải có đạo đức đàng hoàng, lý lịch rõ ràng. Dạ, đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng. Bà mối của phỏng vấn có lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Thôi. Em thích sạch. Hỏi bên rồi, nhà quên. Trai coi. Dạ, bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em. Dạ con xin chào chú Quyên Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương, nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi cảm ơn em. Rồi nhà trai đi với ai nè? Vâng thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô chú. Dạ, tôi là bố của Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó, chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm phúc thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết.
Cũng dạ. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ, mở rào. Tặng em cái dạ. cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi, cảm ơn em. Em cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi, cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha. Có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật. Với lại là phải yêu thương em kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng. Tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được. Anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm. Lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là thì, mình ở đâu thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình rồi để gặp em bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? À, ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vâng. Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? À, dạ, tại vì em không hề quyết định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Quen dạ. rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. À, vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy, ở đây em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, dọn hoài. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tao nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á, thì là anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì là ba mấy anh chị cũng anh thì cũng hối, nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh là xuống liền. Tổ chức nhà liền. Gái báo cái nhà trai xuống liền. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát à. Chỉ như đó thôi. Hai
Vào ghế đi nào. Bấy giờ Toshiba điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa. Để về mình xịt nước hoa mỗi ngày. Để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao à, cao. Tại em thích cái dáng như người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không tương xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Could you introduce yourself in 1 minute please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Ngó qua hàng rào thấy bên đó cao quá. Mời nhà gái. Chào cô gái. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh à. Em xin chào chị Ngọc Lan à. Em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Hoàng Sang. Em năm nay 33 tuổi, tuổi Tỵ. Em đến từ thành phố Trà Vinh ạ. Em làm công việc gì? Dạ hiện giờ em đang làm việc là kinh doanh tự do, cái ngành mắt kính thời trang á. Rồi, mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Mỹ Ngọc, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ. Em đang làm công việc gì? Dạ em là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm toán trí tuệ. Là em từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi. Rất dạ. Hai bạn đều ở miền Tây Nam Bộ hết ha. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Là trời phú cho em nhé. Thứ nhất là cái khả năng quan sát nhạy bén vấn đề. Cái thứ hai là em có thể trò chuyện để hiểu tâm lý cái người đối diện. Hay quá. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu của em là em ít nói lắm, làm nhiều. Đôi khi người ta nghĩ á, như em ít lãng mạn nhưng mà đôi thúc thì em cũng rất là lãng mạn. Tại em là một người đọc sách á. Khi có chuyện buồn thì em hay lang thang vô cái nhà sách. Thì bằng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình, em lên tra Google ha, thì em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Mời nhà gái. Em là người rất là lì. Em là người rất là lì. Lì hả? Em nghĩ chắc đó cũng là khuyết điểm, cũng như là ưu điểm. Em là người kỹ tính. Khó tánh, khó chịu. Trời ơi, khó tánh. Khó tánh mà khó chịu nữa khó hả? Khó tánh, khó chịu mùng lì nữa chứ. Trời. Em trai có mấy mối tình rồi? À, em đã trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn một chút. Bao lâu? Cần khoảng 4 năm. 4 năm là cũng sâu đậm đó. Sâu đậm. Nhưng mà lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay dạng như là hai người bất đồng quan điểm với nhau. Hai người không tìm được tiếng nói chung nữa trong tình cảm. Nữa. Nhưng mà cái người bạn nữ của em á, hay đi làm hay là trễ hẹn nè, hay là như lề mề. Rồi nhiều đôi khi cũng có hay đi nhậu nữa. Tao nói là chửi đó. Chửi luôn á hả? Chửi luôn. Thì em nhịn, chúng em quen nhau được thời gian là 4 năm. Mà cô ta chửi em chỉ có 4 ngày thôi là chia tay. Chửi liên tục 4 ngày luôn. Ừ, 4 ngày. Chào chàng trai, chửi vậy rồi có ngừng uống nước vậy nào không? Dạ cũng có chứ chị. À tức là cũng có nghỉ vài nhịp đúng không? Đúng rồi, cũng có nghỉ vài nhịp. Tưởng làm la phanh. Rơi vô thời điểm này đó là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Thậm chí là cho không cho ăn 4 tiếng, không cho gần 4 thử tiếng. Thử thách. Nhìn ăn thử thách 4 tiếng. Get go. Trời ơi chú Linh ơi, một cái câu chuyện người ta buồn chết luôn rồi, chú nói lại thành một câu chuyện hài. Thôi cho nó vui vẻ ha. Vui vẻ đi, cái gì nó xóa tan đi những buồn phiền đó đi. Nói chung là giờ là vừa là không có cái gì vướng bận đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chào cô gái. Hello. Good morning. Trời ơi trời. How are you? Fine thank you. Sit down please. Cô giáo dạy tiếng Anh hả? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong đó ha.
Ủa Cần Thơ mình qua Trà Vinh gần mà. Không gần đâu. Chưa đi Trà Vinh luôn hả? Trời ơi, Trà Vinh nó nhiều món ăn ngon lắm. Trời ơi, nói Trà Vinh giống như cổ tưởng đâu, ở châu Phi hay gì đó. Vậy là chắc yêu ít lắm nè, ít em có mấy mối tình rồi? Dạ, khoảng 2-3 người. Khoảng 2-3 người hả? Những mối tình của em có gì đặc biệt không bé? Dạ, em bị ám ảnh chị. Sao ám ảnh? Vì quen chưa tới năm ám ảnh rồi. Quen chưa tới năm mà ám ảnh. Dạ, tại vì người đó giới tính không có bình thường, cho nên là em cũng bị ám ảnh. Giới tính không bình thường là sao? Là em yêu nam hay em yêu nữ vậy? Em nói chị nghe để dạ, chị phân. Dạ là nam, nhưng mà sau này em phát hiện người đó không hẳn là nam. Rồi, vậy em hiểu rồi. Đó là thử thách thôi mà. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào nè? Tiêu chí đầu tiên phải là đàn ông đúng không? Dạ đầu tiên phải nam tính. Dạ đầu tiên đúng là phải là đàn ông, nhưng mà phải có đạo đức. Có đạo đức. Thứ hai là em muốn người đó có chút tài. Chút tài. Tài ăn nói, tài ngoại ngữ hay tài ca hát, tài lẽ gì cũng được. Rồi, để qua hỏi qua hỏi. Một chút sẽ thử tài bên đó. Quan trọng nhất là người đó không được lùng. Không được lùng hả? Không được lùng. Trời. Bên kia quá lùng. Bên đây chị nói thiệt với em có một chút xíu thôi. Chút xíu nữa là tới 2 mét á. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em không thích nhậu với hút thuốc lá. Nhậu hút thuốc? Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không, không hút, không rượu luôn. Dạo nãy tôi mới nghe nói là có đi nhậu đó. Em nhậu là bạn gái em nhậu. À, bạn gái nhậu mới. Bạn gái nhậu mới đau chứ. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với vợ chồng em gái. Chào cô gái. Dạ em chào chị MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào em. Em thấy nhà trai này đáp ứng được nhu cầu của nhà gái không? Ý kiến của em là thấy được. À, cao không? Dạ cao. Cao không? À, có tài không? Dạ em không biết. Nãy giờ anh nói đó. Có tài phán đoán này kia đọc đó. Sách đồ, đọc sách nhiều là ăn nói tốt. Đúng rồi. Viết thư đồ cũng tốt nữa. Đẹp trai không? Ừ. Dạ có. Dạ em thấy hiền. Ừ, cũng thấy hiền đúng không? Rồi được rồi. Rồi bây giờ nè em trai đi với ai? Em đi một mình anh. Một mình phải không? Có anh lo. Bây giờ em muốn mẫu hình bạn gái như thế nào? Em giữ ba quan điểm không thay đổi. Rồi. Tức là em tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao? À, cao. Tại em thích cái dáng người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không cân xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Chững chạc. Chững chạc. Đó. Thứ ba nữa là cái người phụ nữ đó là dạng như phải hiểu một ít về cái người chồng của mình. Cái điều này em rất quan trọng. Ba cái tiêu chí đó không bao giờ thay đổi đúng không? Không bao giờ thay đổi. Rồi chút mở mà rào ra sẽ biết. Tự tìm hiểu luôn. Tự tìm hiểu luôn. Đúng. Mở rào. Mở rào. Đó, qua em đo, em xác định coi có cao không? Mời em ra đo. Đo luôn hả trời? Còn nếu nó không cao, nghỉ chơi về. Mình xin tặng bạn một món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh, một quyển sổ với một ít kinh Phật. Tại vì em quan niệm là người ta tâm sinh tướng, tướng sinh tài, mà tài thì lại sinh tai, cho nên là cho nên là em mong muốn là nếu mà người nào mà có cái tâm thiện tính lành đó thì thường xuyên là niệm Phật để cầu mong được những điều may mắn tốt lành cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Anh tặng em một cuốn sổ và một cây bút để em tự viết câu chuyện của mình trên đó. Ôi đẹp quá. Em cảm ơn. Rồi hai bạn đo chiều cao gì đó rồi đo đi. À thôi dạ không nhìn được rồi chị. Tiêu chí đó được chưa? Không cao nghỉ chơi về luôn. Tại mà quan trọng là còn cái tính cách nữa. Ừ rồi. Thấu hiểu với nhau nữa. Mời hai bạn về chỗ. Em nói em yêu nhầm cái người đồng tính. Anh muốn hỏi em là cái giới tính của em là như thế nào? Em là thuộc cái người lét đó hay là cái người mà dạng như song tính hay là em là người nữ thẳng? Em là bình thường. Bình thường cái tính em bình thường. Tại vì cái thời điểm em quen người đó em chỉ còn là một cô bé sinh viên. Cho nên là cái kinh nghiệm tình cảm em không có nhiều. Ủa vậy cái lúc mà em quen nhầm cái người bạn nữ đó? Người nam. Người ta yêu con trai. Người nam hả? Người là nam, nam như anh vậy nè. Nam như anh vậy nè đó. Nhưng mà đôi khi ta gặp nhau. Đó nó đại khái vậy. À anh hiểu rồi. Hiểu chưa? Là... Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu mà mình quen nhau á, em chuyển công tác của cái nơi em á, em về Trà Vinh em sống được hay không? À, đây cũng là vấn đề rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Tại vì em rất là yêu nghề. Nếu mà đi một nơi khác thì em cũng muốn làm công việc hiện tại của mình. Thì em phải về cái nơi anh ở với anh á, em có đồng ý hay không? Hỏi ngược lại em. Em có thể xin một chỗ cho cô ấy dạy tiếng Anh ở chỗ em được không? Đúng. À. Ở gì? Chú Linh hay quá. Cô ấy chỉ mong muốn được làm nghề thôi.
Còn làm nghề ở đâu không quan trọng, nếu làm nghề mà nơi đó có người mình yêu nữa thì càng tốt. Hiểu không trai? Em hiểu rồi. Nhưng mà em thấy bạn nữ sao thấy yếu đuối quá, như không có tự tin gì hết. Nè, người ta là cô giáo, chưa có đến lúc phải thể hiện. Em mong muốn điều gì ở bên cô gái nữa, nói luôn cho hết luôn đi rồi anh giải quyết tiếp. Giờ hỏi như cái, những cái đồng nghiệp nè, những người thân của em nhé, có luyến tiếc hay là như hay là cứ tiếc nấu hay không? Đôi khi dạng như một thời gian em đi nơi khác dạy rồi sao em nhớ nơi cũ rồi em quay về nơi cũ rồi sao? Hả? Thôi em thấy cảm thấy đi xa thì cũng tốt. Nhớ đồng nghiệp bình thường sao? Từ Cần Thơ đi Trà Vinh cũng đâu có xa lắm rồi. Không có là xa lắm đó em, đây đi qua đó khoảng 4 giờ đồng hồ thôi em. Ủa em đi sao mà 4 giờ vậy? Từ bên em qua đó em chạy xe hả? Khoảng chừng 175 cây số. Vậy bây giờ hỏi thí dụ bây giờ cô gái không thể qua Trà Vinh được. Từ cầu Cần Thơ đi xuống quẹo qua Trà Ôn là tới Trà Vinh rồi, làm gì tới 175 cây như vậy? Không có. Không có anh. Google liền. Tôi đi 30 phút là tới Trà Vinh rồi. Dạ không, để trên bản đồ thấy chút xíu nhưng mà thật sự những phóng lớn ra nó cũng dài lắm anh. Em nghĩ sao từ đây xuống Cần Thơ 180 cây số? Google Map liền. Hay là hồi đó em đi cái đường Vĩnh Long đó, em qua cái cầu Mỹ Thuận á. Cảm ơn cậu Mỹ Thuận rồi em mới qua được Cần Thơ. Em có qua Cần Thơ chơi lần nào chưa? Em qua cũng 4 lần rồi anh. Anh có bạn bè người thân ở Cần Thơ không em? Không, em hình như là anh không có người bạn nào ở Cần Thơ hết trơn em. Giờ có Cần Thơ nè, bạn có, Cần Thơ có nè. Có bạn ở đó rồi. Em có mong muốn qua Cần Thơ chơi mỗi tuần không? Qua Cần Thơ chơi mỗi tuần á. Vậy bây giờ anh hỏi em á, dạng như bây giờ em có thích như vậy không? Nếu mà sắp xếp được thì em sẵn sàng chào đón. Để em suy nghĩ lại rồi, nhưng mà em thấy bạn nữ thấy sao ha? Em không có tự tin cho lắm. Tại nãy giờ người ta chưa hỏi á, người ta toàn trả lời không à. Có lẽ là đôi khi là mình hỏi nhiều quá mình lúng túng, thành ra đôi khi mình mất tự tin hơn nhà gái luôn á. Could you introduce yourself in 1 minute please? Không em, anh không cần tiếng Anh nè. No speak English. Ok. Bây giờ tức là bây giờ em cứ thoải mái đi, em rồi. Cứ trò chuyện đi. Anh có thể hát tặng em một bài được. Cái đó là cái điểm yếu của anh á. Thật sự anh hát rất là tệ, anh không biết hát. Để em hát trước đi. Em cũng tặng cho anh với quý vị đang xem chương trình một bài hát của nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Chuyện Tình Thứ Nhất. Hay quá, em đứng lên biểu diễn cho anh thấy tự tin nào. Chuyện mình quen nhau thuở xưa, em và anh học chung lớp, biết nhau khi còn thơ, em chưa đầy 15, anh 16 tuổi đời. Nhớ tan trường đón, anh thường ra trước, dìu em qua sân nắng, nhặt trái mùng tới chín, cho em nắng làm mực, viết nên dòng chữ nhòa, chưa biết nghĩa yêu đương. Mặt học trò còn in nét thơ ngây. Tình thứ nhất và từ lâu cắm nến, lê bước cô đơn, lê chân buồn cỏ dại, màu tím mùng tới, mang hoa nở trắng cuối mùa, tình yêu hẹn hò. Hay quá luôn. Quá hay. Tự tin nằm ở chỗ đó đó. Tự tin chưa em? Tự tin chưa? Nhưng mà em thấy là em chưa cảm nhận được gì về bạn gái. Em chưa cảm nhận được hả? Nguyên trường quay người ta cảm nhận được hết luôn đó. Không, bây giờ em phỏng vấn anh đi, em muốn hỏi về em phỏng vấn anh đi. Ba mẹ anh khó không? Không, anh thật sự anh chia sẻ là anh đã tự lực từ sớm rồi. Anh ra đời sớm lắm. Không, anh theo quan điểm của cái người phương Tây á, ba mẹ anh sống thật sự là anh sống anh không có gia trưởng gì hết. Ba mẹ anh cũng không có gia trưởng. Ba mẹ để anh tự quyết định hết. Thật sự anh cũng có mời ba anh, nhưng mà ba anh bảo con hãy cứ tự tin lên mà đi. Và cái quan trọng là như ví dụ bây giờ em cũng muốn xa quê để đi dạy học không? Dạ, dạy học thì ở đâu nó cũng như nhau thôi anh. Quan trọng là em có xin được việc làm, xin được trường cho anh ta dạy không? Xin được thì xin được á, nhưng mà đôi khi là nhận cái môi trường mới dường như là em không có hợp á, là như khi em đôi khi em nản rồi nữa rồi sao? Anh để mâu thuẫn quá. Sao mà biết tao không hợp? Ở trong chỗ dạy thì chỗ nào cũng như nhau, phòng nào cũng như nhau, học sinh như nhau, nhưng quan trọng về đó có ai
cùng kề vai sát cánh để người ta tự tin hay không thôi, là do người đàn ông hết trơn á. Cái quan trọng là em có đủ sức làm cho người ta đi về Trà Vinh người ta sống hay đúng không? Rồi. Bản lĩnh mình ở đâu? Anh sẽ xin cho em việc làm, anh sẽ lo cho em hoàn toàn. Em chỉ có việc đi dạy thôi, mọi thứ để anh lo. Em cứ thử nói thế đi, người ta sẽ tự tin ngay, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em là, thật sự là em thấy bạn nữ này không có tự tin à, dạng như không có. Thôi hỏi nghỉ nghỉ. Rồi thôi được rồi. Nãy giờ thấy giống như là cái sự trống rỗng ha. Bởi vì nãy giờ mình nói chuyện cũng rất nhiều rồi mà chàng trai cũng chưa nhận ra điều gì cả. Mình quyết định thôi. Ừ, rồi. Vẫn là làm thủ tục đưa tay vào nút bấm. Ừ. Một. Hai. Ba. Thật ra là chúng tôi cố gắng nói để các bạn hiểu nhau hơn, như mà chàng trai đã suy nghĩ như thế rồi. Cái nhất là ba cái tiêu chí chàng trai là không có hoàn thành rồi. Dạ vâng ạ. Và nãy giờ nói chuyện, nãy giờ anh cố gắng làm thật nhiều nhưng em cuối cùng em cũng thấy có trống rỗng, không có gì hết trơn á. Tóm lại là các em không có hợp nhau, đúng chưa? Dạ chắc là như vậy anh. Chắc chắn là còn chắc gì nữa. À, em có suy nghĩ gì không? Em cũng muốn nói gì không? Tại vì em đã bỏ lỡ chương trình cũng 3 năm rồi, 3 năm trước. Chương trình có gọi cho em một lần, em không sắp xếp được công việc. Lần này em lại bị thuyết phục em đi được. Nhưng mà em lại gặp người không phải như là cái mô phỏng ban đầu mình ước muốn. Cho nên thôi, em cũng lấy làm tiếc. Không sao cả. Rất là nhiều người xem chương trình này, họ xem được và họ sẽ thấy được em là một cô gái như thế nào. Biết đâu đó trong những cái người xem đó có những người phù hợp với em, họ sẽ chủ động liên hệ với chương trình để xin số của em. Chúng tôi chỉ giới thiệu những tính cách của các bạn trên sân khấu này, biết đâu sẽ hợp với tính cách nào đó ở ngoài kia. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đi bên này, đi bên này đi. Ôi thôi, tình yêu là như vậy đó. Tình yêu vô cùng khó khăn nếu chúng ta không hiểu nhau. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mức có thể để kết nối những mảnh ghép đâu đó trong cuộc sống mà họ chưa gặp nhau. Nhưng đôi khi ghép lại họ cũng không hợp với nhau. Rất tiếc điều đó, ngày hôm nay là một ngày không may mắn lắm. Hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và có nhiều may mắn hơn nữa.